Hello, xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hôm nay mình sẽ đi tham quan vườn hoa nhà mình. Đây là buổi sáng nè, tôi buổi hoa thôi. Bán gì vậy ta? Vườn hoa. Đây là hoa, gì ta? Hoa màu đỏ. Phải, có phải hoa hồng không ta? Hoa hồng, hoa màu đỏ. Rồi tôi tin cho may mắn. Mình trồng hoa màu đỏ. Đây là hoa màu xanh. Hoa cúc. Cúc xanh. Hoa này là hoa màu hồng. Này có thể là hoa gì ta? Hoa hoa này hoa màu nào? Chắc có lẽ là hoa cẩm tú cầu cái gì. Hoa bự quá. Hoa này là hoa hồng lớn, hoa hồng cây lớn, cây cao. Đó, cây cao, này cây cao, hoa cái cây cao. Đó. Bên đây là hoa cúc. Cúc đồng tiền, thấy giống đồng tiền không? Có tiền không? Nhìn có tiền không? Không có tiền không? Không có tiền. Đó, đây là hoa hồng, hồng nhỏ. Dùng 3 dãy. Đây, hoa. Cho nó hoa một tím, hoa này có thể thổi được. Này là hoa gì ta? Hoa này là hoa màu gì? Màu gà. Hoa 10 giờ hả? Chắc hoa 10 giờ. Nghĩ là vậy. Đây là con cừu bé 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 như đây thì chim bi à, thì chôn các chim bi đàng hoàng mới được, sẽ chôn chim bi bây giờ sẽ chôn được đây, sẽ chôn chim bi rất đàng hoàng luôn, chôn rất đàng hoàng luôn nha mấy bạn, chôn diêm bi luôn, chôn sống, tôi là chôn sống, chôn sống luôn, chôn sống diêm bi, chúc ngủ ngon nha diêm bi, ok, diêm bi giờ chôn sống ở dưới đây, không nghe tiếng gì luôn ha, chôn sống. Yêu đi bị bắn mũi tên lợn này, cái lợn này đi đâu vậy, lợn này, lợn xe này. Đi đâu vậy ta? Thì đây như là cái cầu mình xây lên đó sao ta? Như cái cầu mình xây. Để thử cái lên cầu này mình không? Cái cầu bắc ngang qua sông. Như trên đây là an toàn. Dưới thì bị cắn thịt thực chết. Ây da. Té. Ây da, bị té rồi mọi người ơi. Ây da, cái gì đây? Này giống cái hang quá. Bữa nào mình sẽ đi vô cái hang đó cho mọi người coi. Không. Cái đây là khu rừng mà được trang trí những ngọn đuốc sáng sủa. Rất là sáng sủa nha.
đẹp, đẹp. Hang đồ ta. Đây được không? Quên mang theo đàn cày à. Không dám xuống sâu. Bây giờ thua rồi. Hồi sợ lên lại, sợ quá lên lại, hồi sợ mang thì kè xuống, sợ lắm, vô hang cũng sợ lắm ấy. Tối đi nhà sớm mới được lên thôi, lên chạy về tới nhà thôi, nhớ mẹ quá, về nhà chạy về mẹ thôi. Bây giờ chạy thôi, đi gặp mẹ. Ôi ôi chết rồi, té xong rồi, trời ơi trời. Không bị trên cây luôn không? Mình xây nhà trên cây rồi xuống. Nhà mới được. Mọi người ơi, nhớ nhớ đăng ký kênh Đen Nguyễn ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người đã coi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người.